Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Tiên Nghịch tập 48. Ở cuối tập trước, sau khi Vương Lâm vào một cái khách sạn của Liên Mạc Thành ở đó 3 ngày. Trong 3 ngày đó, liên tục có người đến bái phỏng. Vương Lâm thay đổi thái độ một chút tiếp đãi toàn bộ. Vì thế mà hắn cũng biết được rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Phần lớn tu sĩ Nguyên Anh ở đây không phải là người trong thành, bọn họ tới đây để tham gia bí thị. Sau khi Vương Lâm đánh một trận với đại hán đầu bóng lưỡng, liền khiến cho mấy người này nảy sinh kính ý. Phải biết rằng trong tu chân giới luôn lấy thực lực để nói chuyện. Sau khi Vương Lâm nhẹ nhàng giết chết đại hán đầu chọc, lập tức khiến cho bọn họ chấn động, vì thế mà liên tục tới bái phỏng. Thời gian 3 ngày trong nháy mắt đã hết, cuối cùng thì cũng tới ngày bí thị mở cửa. Sáng sớm hôm nay, có một vị tu sĩ kết đan kỳ tới nơi ở, cung kính đưa cho Vương Lâm một cái bí thị thiếp. Sau đó, tự mình dẫn đường đưa hắn tới ngoài cửa hàng. Lão nhân trong cửa hàng sau khi nhìn thấy Vương Lâm, ánh mắt liền hết sức cung kính cẩn thận tiếp đón hắn vào trong. Sau khi vào tới sân trong, hắn đánh một đạo pháp quyết lên vách tường. Nhất thời, trên bức vách hiện lên một gợn sóng. Sau khi làm xong, hắn xuất từ trong túi trữ vật ra một bộ quần áo, cung kính đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm vẫn đứng tại chỗ, hắn dụng thần thức đảo qua bên trong. Lập tức, hắn có thể thấy được bên trong vòng sóng là một thế giới khác. Ở nơi đó có một ngôi lầu vô cùng tinh xảo. Trên ngôi lầu đó có 7-8 vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cũng đều mặc một loại quần áo. Bọn họ là đang ngồi tĩnh tọa hoặc là nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Sau khi thần thức Vương Lâm đảo qua, ngoại trừ một vị trung niên văn sĩ đang nhắm mắt liền mở mắt ra, nhưng người khác vẫn ngồi im. Mà cũng chỉ duy nhất người này là không mặc bộ quần áo kia. Sắc mặt trung niên văn sĩ vẫn thản nhiên, nhưng trong mắt lại có một chút kinh ngạc. Trống ngực Vương Lâm cũng đập mạnh mấy cái. Vừa rồi, khi thần thức của hắn đảo qua liền phát hiện trong đám tu sĩ, chỉ có vị tu sĩ này bề ngoài thì là sơ kỳ, nhưng trên thực tế tu vi đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách tới hóa thần kỳ cũng chỉ còn một bước. Mà người này không biết tu luyện pháp thuật gì, mà thần thức có thể phát hiện được thần thức của Vương Lâm. Sau khi thu hồi thần thức, Vương Lâm nhận lấy bộ quần áo rồi bước vào bên trong bức tường. Khi xuất hiện hắn đã đứng ở trong đại điện. Đảo mắt nhìn quanh xác định được một vị trí, hắn liền tới đó ngồi xuống rồi nhắm mắt dưỡng thần. Thái độ của hắn như vậy khiến cho một số tu sĩ đang định bắt chuyện liền thay đổi ý định. Tuy Vương Lâm nhắm mắt, nhưng vẫn cảm nhận được một đạo thần thức như có như không từ phía trung niên văn sĩ. Vừa rồi, ngay khi hắn xuất hiện, ánh mắt trung niên văn sĩ liền chú ý ngay, mãi không thôi. Một lát sau, lại có vài vị tu sĩ tới đây. Phần lớn những người này đều mặc bộ quần áo kia, khuôn mặt bị che khuất. Thậm chí bên ngoài thân thể còn có một làn hắc vụ. Vương Lâm quan sát tới lúc này, cũng biết được những người đó hiển nhiên là sợ người ta nhận ra bản thân giao dịch bảo vật, sau đó sẽ gặp phải rắc rối. Nhưng trong số đám tu sĩ ở đây, cũng có nhiều người không giấu thân hình. Rõ ràng là bọn họ không sợ lộ thân phận. Có điều, trong lòng Vương Lâm vẫn có một chút nghi hoặc. Hắn không hiểu tại sao bí thị của Liên Mạc Thành lại có nhiều Nguyên Anh kỳ tu sĩ như vậy. Hắn nhìn xung quanh, chỗ ngồi trong đại điện có 31 chỗ. Chẳng lẽ, hôm nay trong bí thị có tới 31 tu sĩ Nguyên Anh kỳ tham gia? Trong lòng mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên. Sau khi đợi thêm một chút, không còn vị tu sĩ nào tới nữa. Lúc này, người ngồi ở vị trí chủ tọa vội ho một tiếng, nhìn quanh, nói: "Bí thị lần này là do 3 thành kết hợp cử hành, vì vậy mà số lượng người nhiều hơn một chút. Có điều, chư vị tới đây cũng là để đổi lấy vật mình cần, lão phu xin được bắt đầu trước." Dứt lời hắn lấy một cái túi trữ vật, phất nhẹ một cái. Nhất thời, từ trong túi bay ra mấy viên nội đan cùng với vài thứ pháp bảo. Trên pháp bảo thi thoảng lại lóe lên một vài tia sáng, chứng tỏ nó có uy lực rất mạnh. Nội đan của trung phẩm linh thú, chư vị cũng biết trung phẩm linh thú có thực lực tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ. Vài thứ pháp bảo này đều sử dụng xương của trung phẩm linh thú để chế tạo nên, uy lực của chúng chẳng có gì phải bàn. Nhất là cái này, nó được dùng cánh của thú nhĩ cổ mà chế tạo, có công hiệu khác thường, tất cả đều dùng linh thạch để đổi. Người đó chậm rãi nói, tất cả số vật phẩm đều lơ lửng trước người. Chỉ cần có một người cảm thấy thích thì vẫy tay một cái là vật phẩm sẽ bay đến người. Trong bí thị cũng không sợ người khác lấy được vật phẩm giở trò. Phải biết rằng trong đại điện có trận pháp rất mạnh. Nếu đoạt bảo vật mà chạy thì chỉ có đường tự sát mà thôi. Tất cả những việc này, mấy ngày trước Vương Lâm cũng nghe người ta nói chuyện mà biết được. Sau khi nghe đối phương nói bí thị lần này là do 3 thành kết hợp liền hiểu ra ngay. Hiển nhiên nơi đây là một cái vết nứt không gian giữa 3 thành. Nó giống như Vương Lâm đi vào từ cửa hàng. Đám tu sĩ chỉ cần lựa chọn một chỗ thích hợp liền được truyền tống đến đây. Như vậy càng bảo đảm an toàn hơn cho người giao dịch. Đợi một lúc, ngoại trừ một vị tu sĩ lấy linh thạch đổi một thứ pháp bảo ra, đám tu sĩ khác không có người nào cử động. Như vậy liền tới người tiếp theo. Từ từ, trong đại điện, các loại pháp bảo, đan dược, bí tịch dần dần xuất hiện từ trong tay mọi người. Mỗi thứ ở đây đều rất xa xỉ, không phải thứ mà một tu sĩ tầm thường có thể mơ tới. Mặc dù là cùng từ luyện khí các mà ra, nhưng nó lại có thể đặt ở tầng cao nhất mà bán với giá trên trời. Phần lớn đám tu sĩ trong điện đều chỉ đổi mà không bán. Những vật thường được chú ý nhất là các loại tài liệu luyện đan luyện khí. Tất nhiên, nếu có pháp bảo hoặc đan dược đổi lại thì rất được hoan nghênh, ngoài ra thì có thể dùng linh thạch. Nếu trước kia sương mù trong Tu Ma Hải chưa biến mất, thì linh thạch cũng không cần phải sử dụng nhiều lắm, vì vậy mà giá trị của nó rất thấp, chỉ dùng khi đả tọa. Nhưng từ sau khi sương mù của Tu Ma Hải biến mất, yêu thú đầy rẫy thì khi hành tẩu ở bên ngoài là một chuyện hết sức nguy hiểm. Vì vậy mà truyền tống trận càng lúc càng được nhiều người sử dụng. Phải biết rằng truyền tống trận có tất cả hai loại. Một loại là cổ truyền tống trận do các tu sĩ thời thượng cổ chế tạo còn lại đến nay. Số lượng truyền tống trận này không nhiều lắm, hơn nữa phần lớn bị hỏng. Nhưng cái có thể tiếp tục sử dụng cũng không nhiều. Một khi mở nó ra căn cứ vào mức tiêu hao năng lượng mà truyền tống. Nhưng ít nhất thì cũng truyền ra được trăm vạn dặm. Chỉ có điều sử dụng cổ truyền tống trận phải dùng tới cực phẩm linh thạch. Vì vậy mà trong Tu Ma Hải gần như chẳng ai có thể sử dụng. Dù sao thì cực phẩm linh thạch gần như đã biến mất. Mặc dù một vài người có nó nhưng cũng rất ít kẻ chấp nhận bỏ nó ra để truyền tống. Loại còn lại là truyền tống trận bình thường. Loại truyền tống trận này hết sức đơn giản. Mỗi lần sử dụng căn cứ vào khoảng cách mà cần từ 10 khối hạ phẩm linh thạch đến trăm khối trung phẩm linh thạch. Tuy nói khoảng cách truyền tống nhiều nhất cũng chỉ được mấy chục ngàn dặm nhưng lại có giá rẻ. Vì vậy mà trước mắt đám tu sĩ ở Tu Ma Hải sử dụng nó là chủ yếu. Chính vì có điều này mới khiến cho linh thạch bị tiêu hao một số lượng lớn. Từ từ, giá trị của linh thạch liền tăng lên. Sau khi có mấy người đứng lên giao dịch liền đến lượt một người. Hắn cúi đầu, thanh âm khàn khàn, nói: "Vật phẩm của kẻ hành cũng không nhiều lắm, chỉ có một chút điển tịch từ thời thượng cổ, nếu chư vị đạo hữu cảm thấy hứng thú thì có thể đổi lấy. Nhưng vật ấy có một chút điểm đặc biệt, nên không thể để cho mọi người xem." Nói xong, hắn vỗ túi trữ vật xuất ra 7-8 cái ngọc giản. Đám ngọc giản đều có màu sắc mờ nhạt, thậm chí có vài cái còn bị vỡ một số chỗ. Bên ngoài ngọc giản có một vòng sáng màu xanh bảo hộ. Hiển nhiên là do người này sử dụng một loại pháp bảo nào đó ngăn cản người khác xem xét. Đây là ghi chép về thượng cổ yêu thú, đây là thượng cổ bí văn của tu chân giới, đây là đồ hình cấu tạo của thượng cổ truyền tống trận. Mấy thứ này đổi lấy nội đan, ít nhất cũng phải là 5 viên nội đan trung cấp linh phẩm đổi lấy một cái ngọc giản. Sau khi tu sĩ giới thiệu liền im lặng, chờ đợi. Mọi người xung quanh lập tức nhíu mày, thầm nghĩ người này ra giá có phần hơi cao. 5 viên nội đan trung phẩm linh thú đổi lấy một cái ngọc giản có phần bị lỗ. Thực ra, trong lòng tu sĩ cũng đang thầm than. Trên người hắn cũng chẳng có đồ vật gì có thể lấy ra. Số ngọc giản này là do hắn tìm được bên trong phủ của một cổ tu sĩ. Vị tu sĩ đó cũng rất nghèo, bên trong phủ, ngoại trừ ngọc giản không còn có một vật nào khác. Lúc mới đầu vị tu sĩ ra giá cũng không cao. Nhưng sau khi tham gia bí thị nhiều lần vẫn chẳng có một người nào để ý đến liền đẩy giá lên cực cao. Trong lòng hắn thầm nghĩ, mấy thứ này nếu trong mắt người không có nhu cầu thì nó chẳng đáng một đồng. Nhưng nếu có người đã cần, thì giá tới đâu người ta cũng nhất định sẽ mua. Trên thực tế, hắn đã đoán đúng. Sau khi nghe thấy đồ hình cấu tạo của thượng cổ truyền tống trận, nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên nhưng trong lòng lại chấn động. Hắn không ngờ đến đây lại có thể tìm được ngọc giản về cổ truyền tổng trận mà mình vẫn luôn đau khổ. Hắn không nói tiếng nào, tay phải thoáng động. Trong lúc viên tu sĩ đang ngẩn người chưa kịp phản ứng, hắn dễ dàng phá bỏ vầng sáng bảo hộ trên ngọc giản, cách không chộp lấy ngọc giản về tay. Viên tu sĩ đó thất kinh, khuôn mặt giấu dưới lớp che mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn biết vầng sáng bảo hộ tuy không phải là mạnh, nhưng cũng không dễ dàng phá giải. Ít nhất thì hắn cũng không làm được điều đó. Mà hắn cũng tin rằng, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, cũng tuyệt đối chẳng thể nhẹ nhàng như vậy được. Chỉ có thể giải thích tu vi của đối phương đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Sau khi có được ngọc giản, thần thức của Vương Lâm liền lướt qua nội dung, sau đó không nói hai lời liền cho vào trong túi trữ vật. Đồng thời hắn ném ra ngoài 5 viên nội đan của trung phẩm ly thú. Viên tu sĩ đó bắt lấy nội đan thầm than một tiếng, cũng không nhắc tới chuyện đối phương cưỡng chế xóa bỏ vòng sáng nữa. Sau khi đợi một lúc vẫn không có người nào lên tiếng, hắn liền thu hồi ngọc giản. Trong khoảng khắc vừa rồi khi Vương Lâm ra tay, trong số tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở đây có 3 người để ý tới một chút. Một trong 3 người đó đúng là trung niên văn sĩ. 2 người còn lại thì che mặt không nhìn rõ diện mạo. Tuy nhiên vẫn có thể thấy được trong ánh mắt họ lóe lên một chút tinh quang. Sau đó một chút, lại có tu sĩ đứng lên bắt đầu giới thiệu bảo bối của mình. Sau một khoảng thời gian không dài, Lam Thi đến lượt Vương Lâm, lúc này tất cả 4 phía đều hết sức yên tĩnh. Toàn bộ đám tu sĩ đều tập trung quan sát. Phải biết rằng đại hành gia mà ra tay người ta có thể nhận ra ngay tức khắc. Một cái chộp vừa rồi của Vương Lâm khiến cho những người ở đây đều biết được tu vi của hắn không phải đơn giản. Vì vậy mà đám tu sĩ tò mò không biết Vương Lâm sẽ đưa ra vật gì. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi vỗ túi trữ vật. từ bên trong bay ra mấy viên nội đan trung phẩm linh thú. Ngoại trừ số đó ra còn có mấy loại pháp bảo mà hắn không cần. Thấy Vương Lâm đưa ra những vật tầm thường như vậy, mọi người không khỏi cảm thấy thất vọng. Nhưng dù sao khuôn mặt cũng được che khuất nên chẳng ai biết. Đối lấy bản đồ Chu Tước Tinh, càng đầy đủ càng tốt. Vương Lâm thản nhiên nói một cách từ từ. Lời hắn vừa dứt, nhất thời sắc mặt đám tu sĩ xung quanh trở nên khác lạ. Một lúc sau, một trong số những người có mặt thử dò xét. Đạo hữu, lấy mấy thứ này để đổi lấy bản đồ chỉ sợ là rất khó. Chỉ sợ rằng ngay cả bản đồ của Tu Ma Hải cũng không đổi được. Nét mặt Vương Lâm cũng vẫn thản nhiên, nói. Ồ, vậy vật như thế nào mới có thể đổi lấy bản đồ? Lúc này, trung niên văn sĩ mỉm cười một cách ôn hòa, nói. Đạo hữu chắc mới tới Tu Ma Hải không lâu. Để ta giải thích cho ngươi một chút. Đừng nói là Tu Ma Hải mà trên cả Chu Tước Tinh, bất cứ bản đồ của một tu chân quốc cũng là một loại bảo vật. Dù sao Chu Tước Tinh rất lớn, nếu không có bản đồ chỉ sợ rất khó đi lại. Mà Tu Ma Hải lại cũng như thế. Một tấm bản đồ cấp thấp nếu đổi thành thượng phẩm linh thạch thì cũng phải ít nhất là 10 vạn khối. Còn loại bản đồ trung bình hay thượng đẳng thì không hề có giản. Chỗ vật phẩm này của đạo hữu cơ bản là không đủ. Chưa cần phải nói tới bản đồ Chu Tước Tinh là thứ mà tu sĩ gần như không thể có. Nếu đạo hữu có vật tương đương thì ở đây tại hạ có một phần bản đồ của Tu Ma Hải. Chỉ có điều phần bản đồ đó chỉ là hạ đẳng. Bên trong có rất nhiều vị trí không rõ ràng lắm. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. Bản đồ của đạo hữu có giới thiệu tất cả các tu chân quốc xung quanh Tu Ma Hải hay không? Trung niên văn sĩ cười khổ, lắc đầu nói. Bản đồ như thế tại hạ không có. Ta có. Một vị tu sĩ ngồi trong góc chợt mở miệng. Người này đúng là một trong số hai người khi Vương Lâm ra tay, ánh mắt đã lóe lên tinh quang. Ánh mắt Vương Lâm liền tập trung về phía người đó. Tu Ma Hải cùng với 4 đại lục xung quanh, lại thêm 148 quốc gia trên mặt đất. Ngươi đưa ra giá thế nào? Vị tu sĩ đó bình thản nói một cách chậm rãi. Lời hắn vừa dứt, tu sĩ xung quanh đều quay sang nhìn. Cặp mắt bọn họ đều trở nên sáng ngời. Phải biết rằng bản đồ thượng đẳng vốn có giá trên trời. Hơn nữa, cái bản đồ đó lại còn có cả 4 cái đại lục xung quanh cùng 148 quốc gia. Nó gần như tương đương với 1/10 Chu Tước Tinh. Giá cả của tấm bản đồ đó chắc chắn là không thể tưởng tượng được. Vương Lâm suy nghĩ một chút. Trước mắt hắn hiện giờ có 2 tấm bản đồ cùng với ghi chép của Khâu Tứ Bình. Ngoài ra còn một cái mà nữ tử vẫn cung trang của Chiến Thần Điện đã tặng. Bản đồ của nữ tử tương đối toàn diện, nhưng cũng chỉ giới thiệu đến bờ Tu Ma Hải. Ngoài ra thì cũng chỉ chi tiết về Hỏa Phần Quốc trên Tuyên Vũ Đại Lục mà thôi. Trên đó, phía bên ngoài của Tu Ma ngoại hải có một chút, còn bên trong thì cũng chỉ đại khái. Thậm chí ngay cả một số truyền tống trận cũng không có ký hiệu. Đối với đại lục khác quanh Tu Ma Hải thì lại càng không tính, chỉ có một chút núi non đơn giản. Lúc đầu, Vương Lâm suy nghĩ thì cái đại lục này có thể là vị trí của Triệu Quốc. Chỉ có điều, bên ngoài lại không giới thiệu rõ ràng nên Vương Lâm cũng chỉ có thể đoán. Ngươi muốn cái gì? Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi mở miệng, nói. Đạo hữu, việc này cũng không cần phải gấp, cứ để sau khi giao dịch xong, chúng ta mật đàm với nhau có được không? Vị tu sĩ truyền âm nói. Vương Lâm liếc mắt nhìn người đó một cái rồi gật đầu. Tất cả mọi người đều nhìn thấy nên cũng không chú ý nữa. Chỉ có điều trong lòng ai cũng tò mò, không biết Vương Lâm mang vật gì ra để đổi lấy vật này. Một lúc sau, giao dịch chấm dứt, tất cả mọi người đều đứng dậy rời đi. Sau khi cởi bỏ bộ quần áo, hắn liền trở lại cửa hàng. Lúc này, có một vị nữ tu đã đợi sẵn ở đó. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm, nữ tử vội vàng cung kính, nói. Tiền bối, gia sư nói cùng ngài có ước hẹn. Vì thế mà ta đến đây để đưa ngài đi gặp mặt. Trống ngực Vương Lâm chợt đập nhẹ, nhất thời cảnh giác. Tuy nhiên ánh mắt của hắn vẫn giữ sự bình tĩnh, liếc nhìn nữ tử một cái. Người này cũng không còn là một xử nữ, tu vi cũng chỉ đạt tới trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Chỉ có điều linh lực trong cơ thể yếu ớt, hiển nhiên là bị thuật thái bổ lâu ngày mà ra. Vương Lâm suy nghĩ một chút liền đoán rằng viên tu sĩ kia sử dụng tới thuật thái bổ. Dưới sự dẫn đường của nữ tử, Vương Lâm đi đến một chỗ thưa thớt dân cư trong Liên Mạc Thành. Nữ tử dừng lại ở ngoài cửa, dịu dàng nói: "Tiền bối mời vào, vãn bối dừng lại ở đây được rồi." Vương Lâm cũng chẳng nói nhiều, đẩy cửa đi vào. Lúc này, thần thức của hắn đã tản ra từ trước mà quan sát xung quanh. Một lão nhân mũi ưng mặc một bộ quần áo màu hồng đang ngồi ngay ngắn trong viện, bên cạnh có đặt một bộ ấm chén màu xanh biếc. Sau khi thấy Vương Lâm tiến vào, người này cười ha hả, đứng dậy ôm quyền nói: "Đạo hữu xin mời, đây là viêm trà của Hỏa Phần Quốc. Tại hạ cố ý lấy ra để chiêu đãi đạo hữu." Vương Lâm liền ôm quyền ngồi xuống đối diện với lão nhân. Hắn cũng chẳng để ý tới chén trà mà đưa mắt nhìn xung quanh. Tu vi của đối phương hắn chỉ liếc mắt một cái là biết mới chỉ đạt tới Nguyên Anh trung kỳ. Lão nhân cũng chẳng ngại, tự mình rót xuống 2 chén nước trà. Sau khi nhấp một ngụm liền đưa mắt nhìn Vương Lâm cười nói: Quy tính đại danh của đạo hữu là gì? Vương Lâm mỉm cười, nói: Vương Lâm. Vương đạo hữu, tại hạ là Chu Vũ Đức. Lão nhân buông chén trà, cười nói một cách ôn hòa. Vương Lâm ngẩn người, liếc mắt nhìn người đó. Lão nhân thấy vẻ mặt của Vương Lâm, kinh ngạc nói: Vương đạo hữu đã nghe nói tới tại hạ? Không, chỉ có điều đạo hữu và một người bạn cũ của tại hạ có tên giống nhau, nên nghe thấy mới thất thần một chút. Vương Lâm lắc đầu, nói. Lão nhân gượng cười, trong lòng thầm nghĩ tại sao hắn lại nói như vậy. Chẳng lẽ lại định có ý đồ gì hay sao? Lão nhân không đoán được ý nghĩ của đối phương nhưng ngoài mặt vẫn cười ha hả, nói: Nếu có cơ hội, tại hạ muốn được gặp gỡ người đó một lần. Nói xong, hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái ngọc giản, mở miệng nói: Vương đạo hữu, ngọc giản này chính là bản đồ mà ta đã nói. Để ta thi triển cho đạo hữu xem xét một chút. Sau khi xác định không có nhầm lẫn, chúng ta liền bàn tới chuyện chính. Lão nhân vừa phun ra một đạo linh lực, ngọc giản lập tức tỏa ra ánh sáng êm dịu. Ngay sau đó, một cái bản đồ khổng lồ chợt hiện ra trước mặt Vương Lâm. Bản đồ miêu tả hết sức chi tiết, thậm chí mỗi một cái cổ truyền tống trận hư hỏng thế nào cũng đều nói rõ. Ngoài ra còn có cả các thế lực môn phái, gia tộc tu chân cũng đều có giới thiệu. Thậm chí là tu sĩ ngoài Nguyên Anh cũng nhắc tới. Nhưng những điều đó vẫn chưa phải là điểm chính. Điểm quan trọng của bản đồ đó là bất cứ cái cổ truyền tống trận nào cũng đều có cả phương vị. Chúng được giới thiệu tương đối cẩn thận. Chỉ một điều này, giá trị của tấm bản đồ đã tăng lên gấp bội. Ngoài ra còn có những điều khiến cho Vương Lâm phải chấn động, đó là cả các thế lực phía sau tu chân quốc cũng đều miêu tả một chút đơn giản. Thậm chí cả mỏ quặng, nơi linh thú sống cũng có ghi chép một cách chi tiết. Tất cả những điều này đã chứng tỏ mức độ quý báu của nó như thế nào. Vương Lâm càng thêm sững sờ khi nhìn thấy quang cảnh bốn phía Tu Ma Hải cũng không giống như bản đồ. Mà nữ tử cung trang của Chiến Thần Điện chỉ có 2 cái đại lục mà thôi. Trên bản đồ miêu tả một cách rõ ràng có 4 cái đại lục. Trong đó, trên một cái đại lục bên trái, ở một vị trí rất nhỏ có viết một chữ Triệu. Lão nhân giơ tay điểm một cái lên một vị trí trên bản đồ. Toàn cảnh bản đồ biến mất mà vị trí nơi lão nhân điểm vào liên tục phóng đại, hiện ra trước mặt Vương Lâm. Giống như hắn đang đứng trên khu vực đó mà nhìn xuống. Sau đó lão nhân vung tay lên, toàn bộ bản đồ biến mất, thu vào trong ngọc giản. Sau đó, hắn đặt vào trong túi trữ vật rồi đưa mắt nhìn Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh nhìn lão nhân. Bây giờ trong lòng hắn đã xuất hiện ý định giết người. Chỉ cần giết chết đối phương, cướp được ngọc giản là hắn có thể trở về Triệu Quốc một cách nhanh nhất. Lão nhân lập tức lui lại phía sau vài bước, nét mặt ngưng trọng, nói: Đạo hữu, cái ngọc giản này đã có từ rất lâu vì vậy rất dễ vỡ. Đề phòng nó bị vỡ, tại hạ đã sử dụng thần thức mà bảo vệ nó. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình thản, chậm rãi nói: Ngươi muốn cái gì? Lão nhân cắn răng một cái, nói: Chỉ cần ngươi cùng ta liên thủ giết chết một người, cái ngọc giản này ta sẽ cho ngươi. Tu vi thế nào? Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên. Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn, cảnh giới bán thần, lão nhân nói nhanh. Vương Lâm đứng lên, nói một cách thản nhiên: Ngay bây giờ, dẫn đường. Lão nhân ngẩn người, hơi do dự một chút rồi nói: Được rồi, Vương đạo hữu xin mời theo ta. Nói xong, thân thể hắn chợt bay lên không trung. Trong nháy mắt, hai người liền rời khỏi Liên Mạc Thành. Cách thành 3000 dặm có một vùng đất trũng. Chẳng mất nhiều thời gian, hai người đã xuất hiện ở đó. Thần thức Vương Lâm thoáng đảo qua một cái, trong lòng lập tức cười rộ. Vừa rồi, hắn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Người này biết mình từ trước thì chẳng có gì để nói. Nhưng trong cửa hàng kia, nữ tử đó vừa mới thấy hắn đã tiến lên khiến cho Vương Lâm vẫn cảm thấy khó hiểu. Trong đám dân cư, hắn cũng từng thử dò xét, tuy thần sắc của lão vẫn như thường. Nhưng với thần thức mạnh mẽ của Vương Lâm liền nhận ra ngay được, tâm thần của hắn hơi dao động một chút. Bây giờ, vừa mới nhìn quả nhiên đúng như mình đoán. Dưới mặt đất có một cái trận pháp, bên trong có 4 vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ đang ẩn nấp. Đáng tiếc, nếu tu sĩ chọc đầu không chết thì 6 người các ngươi có thể hợp thành diệt độn chu sát trận. Giọng nói của Vương Lâm vẫn bình thản. Lão nhân mũi ưng nhất thời biến sắc. Đúng lúc đó, cực cảnh thần thức của Vương Lâm liền động. Lão nhân không kịp bóp nát ngọc giản, trong ánh mắt đã hiện lên một tia chớp màu đỏ. Lão nhân nghe Vương Lâm nói thế mà cả kinh. Thân thể đang định lùi lại phía sau thì một loạt tia chớp màu đỏ xuất hiện. Đó cũng là những hình ảnh cuối cùng trong đời mà hắn được chứng kiến. Lâu lâu không sử dụng cực cảnh thần thức, nhưng uy lực của nó vẫn thế. Chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt thần thức của đối phương. Nguyên Anh của lão đang định ly thể bị Vương Lâm chụp lấy ngực. Linh lực theo tay hắn cuồn cuộn phát ra khiến cho lồng ngực người đó vỡ nát. Nguyên Anh hoàn toàn bị vây bên trong, không thể bỏ chạy, đành trơ mắt nhìn đối phương tóm lấy rồi thôn phệ. Lúc này, trên mặt đất dưới chân Vương Lâm, 4 người đang ẩn nấp trong trận pháp đã chứng kiến từ đầu đến cuối hành động giết người, lấy anh rồi nuốt chửng. Tất cả mọi thứ đều khiến cho bọn họ choáng váng. Phải biết rằng tất cả những người ở đây đều là những kẻ tu ma. bọn họ đều chứng kiến cái cảnh giết người lấy anh. Nhưng việc trực tiếp thôn phệ Nguyên Anh như thế này, bọn họ chưa hề nhìn thấy. So với bọn họ, Vương Lâm mới chính thức là một kẻ tu ma thực sự. Vốn đang chuẩn bị công kích Vương Lâm, bốn người đều cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng lao đi. Chỉ có điều, cho dù bọn họ không động tới Vương Lâm, nhưng với cực cảnh thân thể Vương Lâm chưa động, thần thức đã tỏa ra đuổi theo giết chết bọn họ tại chỗ. Liên tiếp giết chết 5 người, cực cảnh thần thức của hắn đã đốt một lượng tinh hoa Nguyên Anh rất lớn. Thân thể hắn thoáng động bắt lấy Nguyên Anh của 4 người mà nuốt. Sau đó hắn nhanh chóng vận dụng cổ thần quyết mà tiêu hóa tất cả. Sau khi tiêu hóa xong, tu vi bản thân có chút tăng tiến. Sau đó Vương Lâm liền thu lấy túi trữ vật của bọn họ. Sau khi mở ra, hắn kiểm tra ngọc giản xem có vấn đề gì không. Xác định nó vẫn bình thường, Vương Lâm thở phào nhẹ nhõm. Trong mấy cái túi trữ vật còn lại tuy có một số pháp bảo, nhưng cũng chỉ có một số đồ vật khiến cho Vương Lâm chú ý. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào một vật, sự kích động trong lòng khiến cho linh lực dao động một lúc rồi mới từ từ bình tĩnh lại. Trong tay hắn là một cái vỏ kiếm. Một cái vỏ kiếm cổ xưa, một cái vỏ kiếm bạc màu thời gian với những họa tiết rất cổ. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, sau khi xem kỹ, ánh mắt hắn có phần cổ quái, cái vỏ kiếm này cùng với cái hắn có lúc trước rất giống nhau. Nhưng Vương Lâm có thể xác định nó không phải là cái đó. Cái vỏ kiếm năm đó, Vương Lâm đã sử dụng hàn đan tế luyện. Chỉ cần cầm trong tay là Vương Lâm có thể phát hiện được ngay. Nhưng cái vỏ kiếm trước mặt lại không hề có một chút hơi lạnh. Tuy bề ngoài giống nhau, nhưng Vương Lâm có thể khẳng định nó không phải là cái vỏ của mình. Mặt khác còn có một điều khiến cho hắn thêm khẳng định, ngoài hơi thở lạnh lẽo ra đó là còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Trước kia, Vương Lâm đã nhiều lần sử dụng cái vỏ kiếm nên nhớ kỹ, chính giữa vỏ kiếm cho một đóa hoa bị vỡ. Trên đó có khắc một dấu hiệu cổ quái, mà thanh kiếm trước mặt tuy cũng có ký hiệu nhưng lại hoàn toàn khác. Sau khi suy nghĩ một lúc, Vương Lâm liền vỗ túi trữ vật xuất ra một thanh phi kiếm bình thường từ từ đút vào trong vỏ kiếm. Sau khi tiến vào khoảng chừng 5 phân, một luồng lực cản mạnh mẽ chợt xuất hiện, ngăn cản phi kiếm tiến thêm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn thúc giục linh lực lên tay rồi bất chợt ấn mạnh một cái. Nhất thời phi kiếm vượt qua khoảng 4/5. Đột nhiên, thân sắc Vương Lâm chợt thay đổi, hắn cảm giác được một luồng sát khí từ trong vỏ kiếm phát ra. Gần như chẳng hề do dự, hắn lập tức buông tay để cho vỏ kiếm rơi xuống. Trong nháy mắt khi hắn buông tay ra, luồng sát khí cuồn cuộn tuôn ra. Thanh phi kiếm lập tức rạn nứt rồi vỡ ra từng mảnh một. Vào lúc này, trời đất đột nhiên tối sầm lại. Mặt đất dưới chân Vương Lâm giống như bị một thứ gì đó nuốt chửng, để lại một cái khe dài mấy trăm trượng. Da đầu Vương Lâm có chút tê dại, hắn liếc mắt nhìn vỏ kiếm một cái rồi hít một hơi thật sâu, sau đó để vào trong túi trữ vật, không dám chạm tới. Với tu vi của hắn, hiển nhiên có thể nhìn ra trong vỏ kiếm có phong ấn một luồng sát khí. Vừa rồi khi hắn cố tình đâm vào phi kiếm, sát khí liền hiện ra một ít. Nhưng chỉ một ít mà đã có uy lực như vậy. Nếu nó phóng thích toàn bộ thì kết quả như thế nào? Vương Lâm cũng không dám tưởng tượng. Kể từ đó, hắn càng chắc chắn là cái vỏ kiếm này không phải của mình. Năm đó, cái vỏ kiếm có thần thông nâng cao uy lực của phi kiếm. Khi cắm phi kiếm vào 1/5 hoặc 4/5 thì uy lực của phi kiếm chênh lệch cực lớn. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm chợt cảm thấy tò mò đối với cái vỏ kiếm. Hắn thầm đoán một chút về lai lịch của vỏ kiếm. Ở một ngọn núi lửa trong Hỏa Phần Quốc, ngọn núi lửa này là do tu sĩ sử dụng pháp thuật khiến cho nó bị tắt, không còn nham thạch chảy ra nữa. Trong ngọn núi có vô số mật thất lớn nhỏ. Bên trong mỗi mật thất lại có một tu sĩ đang ngồi ngay ngắn tu luyện. Những người này đúng là đám tu sĩ còn may mắn sống sót sau bao kinh biến của Hỏa Phần Quốc. Năm đó, Hỏa Phần Quốc định cư ở Tuyên Vũ Quốc. Cuối cùng, Tuyên Vũ Quốc cùng với quốc gia phụ cận cùng nhau tiến công đuổi 4 phái của Hỏa Phần Quốc ra ngoài. Lý Mộ Uyển cũng vì lý do đó mà phải tha hương. Dưới ngọn núi lửa có một chỗ xây dựng rất nhiều thạch phủ. Đây là vị trí của Chiến Thần Điện sau khi tháo lui khỏi Tuyên Vũ Quốc lui về. Bọn họ phải mất mấy vị tu sĩ Nguyên Anh mới có thể mang được nó đi. Khi đến đây, bọn họ liền đặt địa thạch có di hài của các đời tổ tiên với thần đạo thuật. Vào lúc này, trong một cái động phủ bên trong địa thạch, trên cánh cửa chợt lóe lên quang mang. Ngay sau đó, một cánh tay khô héo từ bên trong chậm rãi chui ra, rồi một cái thây khô cũng dần xuất hiện. Sau khi nó đi ra liền giơ cánh tay phải đánh lên mặt đất một đạo thủ ấn. Nhất thời, những luồng hơi thở xanh biếc từ 4 phương 8 hướng xuất hiện, chui vào trong cơ thể người đó. Thân thể hắn nhúc nhích một cách quỷ dị, cơ thể từ từ xuất hiện ra thịt. Mất một chút thời gian, một người thanh niên toàn thân tỏa ra hơi thở âm u xuất hiện. Tướng mạo người đó có chút anh tuấn, nhưng lại toát ra một chút tà khí. Ánh mắt của hắn có một chút tán loạn, một lúc sau mới dần dần có hồn. Trầm mặc một lúc, nam tử lẩm bẩm: "Chữa trị 3000 năm, cuối cùng cũng mới làm cho tu vi khôi phục được 3 thành." Tay phải hắn nắm chặt, nhíu mày lẩm bẩm: "Nếu không nhầm thì cũng tương đương với anh biến kỳ." Tuy nói không đủ, nhưng kết hợp với tinh la bàn cũng đủ để phá vỡ vòng phòng ngự của tinh cầu này. sau đó có thể trở lại mẫu tinh, chắc chắn thời gian chữa trị sẽ nhanh hơn. Hắn hít một hơi thật sâu, tay phải vỗ nhẹ vào bên hông. Ngay lập tức, ánh mắt hắn có phần quái dị. Cúi đầu nhìn xuống, bên hông không có một thứ gì khác, khiến cho hắn run sợ, nét mặt trở nên âm trầm. Tay phải hắn lập tức vung lên, nhất thời một vòng ánh sáng trong suốt hiện lên chấn người. Vòng sáng chớp chớp lên vài cái rồi hiện ra một vài hình ảnh. Sau khi hình ảnh trở nên rõ ràng, có thể thấy Vương Lâm tiến vào trong thạch phủ rồi lấy đi túi trữ vật. Người thanh niên nhìn chằm chằm vào Vương Lâm trên vòng ánh sáng, sau đó, hắn đưa tay phải lên bắt quyết. Hắn nhắm mắt lại, thần thức chậm rãi tỏa ra. Sau khi thần thức khuếch tán, hắn có thể cảm nhận được một vị trí có thần thức trên túi trữ vật của hắn dao động. Lập tức người đó mở hai mắt, thân thể loáng lên một cái liền biến mất tại chỗ. Sau khi xuất hiện đã ở trên khoảng không của Tu Ma Hải, hắn quát khẽ một tiếng: "Thiên Quỷ Siêu Thần Thuật!" Nhất thời, từ trong cơ thể hắn chui ra vô số tia khí màu xanh, vừa ra khỏi cơ thể, chúng liền nhanh chóng hóa thành hình người giống hết nhau, sau đó liền tản ra. Thân hình người thanh niên cũng lóe lên rồi biến mất. Nói về Vương Lâm, lúc này hắn đang dẫm trên người văn thú nhanh chóng phi hành. Trên tay hắn đang miết một cái ngọc giản đó đúng là vật của Chu Vũ Đức. Có ngọc giản, tốc độ trở về của Vương Lâm liền tăng lên hết cỡ. Hắn hận không thể tăng tốc độ lên mau hơn nữa, nhanh chóng trở lại Triệu Quốc. Chỉ có điều sự thật quá tàn khốc, sau khi có được ngọc giản, Vương Lâm liền tìm ra được vị trí của Triệu Quốc. Nhưng từ vị trí của hắn đến đó có chút xa xôi. Vương Lâm thầm tính nếu chỉ phi hành sợ là phải mất mấy năm mới có thể trở về Triệu Quốc. Đây cũng không phải là điều Vương Lâm mong muốn. Vì vậy mà hắn quyết định sử dụng truyền tống trận. Cũng may ngọc giản miêu tả truyền tống trận trong Tu Ma Hải hết sức tỉ mỉ và chi tiết. Vì vậy mà Vương Lâm đã xác định được cho mình một con đường quay về Triệu Quốc. Trên con đường đó tổng cộng phải đi qua 3 cái cổ truyền tống trận. Một cái tại Tu Ma Hải, còn 2 cái khác thì nằm trên đại lục có Triệu Quốc. Hướng của Vương Lâm bây giờ chính là vị trí của truyền tống trận. Trên ngọc giản đã chỉ rõ, cấp độ của truyền tống trận này không cao, nhưng cũng có thể dùng. Chỉ có điều, Vương Lâm cũng không biết được thời gian ghi chép của ngọc giản được bao nhiêu lâu. Cái truyền tống trận kia có còn sử dụng được nữa hay không? Mang theo những thắc mắc đó trong lòng, Vương Lâm liền cưỡi văn thú nhanh chóng mà đi. Vị trí của cái cổ truyền tống trận này nằm bên bờ nội hải. Nơi đây, yêu, linh thú có rất nhiều. Trên đường đi, Vương Lâm còn gặp cả thượng phẩm linh thú. Ngay cả hoang thú cũng gặp được một con. Cũng may thần thức của hắn rất mạnh nên mỗi lần đều phát hiện sớm mà vòng qua. Một tháng sau, Vương Lâm bất kể ngày đêm cứ thế mà đi. Cuối cùng thì cũng tới được vị trí của truyền tống trận. Nơi đây là một bình nguyên có vô số thực vật, vốn chỉ sinh trưởng ở đáy biển. Đám thực vật này, sau khi được tắm cơn mưa đen liền cũng tiến hóa giống như yêu thú, khả năng tấn công rất mạnh. Chúng mở rộng những cái cành lá màu đỏ, nhẹ nhàng lay động, thoáng nhìn, khung cảnh nơi đây cũng rất đẹp. Nhưng thần thức của Vương Lâm đảo qua liền phát hiện dưới đám thực vật có vô số xương trắng, đám xương đó có cả của tu sĩ lần yêu thú. Vương Lâm suy nghĩ một chút, thần thức tỏa ra xung quanh liền thấy được cổ truyền tống trận. Hắn vội vàng nhảy khỏi văn thú, nhanh chóng lao tới trên truyền tống trận. Vương Lâm nhíu mày, nơi đây có rất nhiều loại thực vật màu đỏ kia che lấp truyền tống trận. Hơn nữa, có rất nhiều nhánh còn mọc trên cả truyền tống trận, chứng tỏ trận pháp chắc chắn có bị hư hỏng. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, tay phải ngửa ra, một thanh phi kiếm màu đen xuất hiện, giống như tia chớp chém vào đám thực vật. Mỗi lần chém đứt một cây thực vật, chúng đều phun ra một thứ chất lỏng màu đỏ giống như máu. Từ từ chất lỏng càng lúc càng nhiều, trải đầy trên mặt đất. Một hơi thở mỏng manh từ trên mặt đất tản ra. Bất chợt, từ trong bãi nước đỏ như máu, một gốc cây lại mọc lên. Lúc này, kích thước của nó lại cao hơn, những cái lá lại càng đẹp hơn trước. Trong lòng Vương Lâm trở nên nặng nề, hắn vẫy tay phải một cái, phi kiếm liền bay lại. Nhưng sau khi qua lại, ánh sáng trên phi kiếm trở nên mờ nhạt, ngay cả linh tính cũng giảm xuống. Hai tay Vương Lâm bắt quyết, nhất thời một ngọn quái phong nổi lên, xoay quanh phi kiếm một vòng. Sau khi thổi bay tất cả những chất dính bên ngoài, phi kiếm mới trở lại như lúc ban đầu. Sau khi nhìn qua một chút, Vương Lâm liền thu hồi phi kiếm, nhìn đám thực vật rậm rạp dưới chân. Hắn vỗ túi trữ vật xuất ra cấm phiên, hai tay run lên một cái, cấm phiên lập tức khuếch đại trùm xuống mặt đất. 98 đạo cấm khí giống như 98 con rồng đen đang gầm giống điên cuồng lao xuống truyền tống trận. Khi xuống đến nơi, chúng lập tức xoay quanh, mỗi một vòng vô số thực vật liền bị tiêu diệt, phun ra cực nhiều chất lỏng màu đỏ. Hai tay Vương Lâm nhanh chóng đánh ra vài đạo pháp quyết, hắn quát khẽ một tiếng. Nhất thời, bãi chất lỏng màu đỏ trên mặt đất như bị một bàn tay to đẩy sang hai bên. Cuối cùng thì chúng cũng bị tách ra khỏi truyền tống trận. Vương Lâm chẳng hề do dự hạ xuống, ngay lập tức hắn lấy ngọc giản ra, căn cứ theo những gì trên đó mà khắc lên trận pháp. Sau đó, hắn lại bay lên trời, đồng thời tay phải vẫy nhẹ một cái, thu hồi cấm phiên. Sau khi cấm phiên trở lại trong tay Vương Lâm, chất lỏng màu đỏ trên mặt đất lại lập tức lan ra. vô số những loại thực vật cao lớn lại đột nhiên xuất hiện. Lúc này, độ cao của chúng đã đạt tới mấy chục trượng, so với trước gần như tăng gấp 3. Vương Lâm đứng giữa không trung, cầm ngọc giản ngưng thần quan sát. Một lúc sau, nét mặt hắn lộ vẻ trầm tư, xoay người bỏ đi. Trong khoảng 1 tháng thời gian di chuyển tới đây, Vương Lâm liền lấy cái ngọc giản đã phải dùng 5 viên trung phẩm nội đan để đổi ra mà nghiên cứu. Nguyên lý của cổ truyền tống trận tuy nói là phức tạp, nhưng trước đây Vương Lâm cũng đã nghiên cứu về trận pháp và truyền tống trận. Vì vậy mà bây giờ, hắn cũng chẳng cảm thấy quá khó khăn. Trong đầu hắn chỉ nghĩ làm thế nào mới có thể sửa chữa được truyền tống trận. Sau đó, hắn đã tìm ra được một số biện pháp. Chỉ có điều với những suy nghĩ của bản thân, Vương Lâm cũng không chắc có thể sửa chữa được thành công hay không. Nhưng lúc này, nếu muốn tìm được một đại sư về cổ truyền tống trận ở Tu Ma Hải là điều quá khó khăn. Trừ phi Lục Dục Ma Quân sống lại, nếu không Vương Lâm cũng không biết còn có người nào chuyên nghiên cứu cổ truyền tống trận nữa. Dựa theo những gì mà bản đồ trong ngọc giản miêu tả, Vương Lâm dò xét suốt một vòng lớn. Sau khi mất 7 ngày, hắn mới lại tìm được một cái cổ truyền tống trận. Cái này nằm trong một hạp cốc. Bốn phía tuy có yêu thú, nhưng sau khi bị văn thú truy quét liền nhanh chóng trở nên vắng lặng. Điều khiến cho Vương Lâm cảm thấy kinh ngạc chính là cái cổ truyền tống trận vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi nghiên cứu một chút, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn chăm chú vào một vị trí. Vị trí của nơi này rõ ràng khác với vị trí của hắn. Sau khi quan sát một chút, Vương Lâm cảm thấy sững sờ. Hắn đã nhận ra, cái truyền tống trận này được một người nào đó sửa chữa. Vị trí của chỗ này hiển nhiên là sau đó đã bố trí thêm. Vương Lâm suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không thể đoán ra được cuối cùng là người nào đi sửa chữa lại cái trận pháp này. Chẳng lẽ còn có một người nữa giống hắn cũng muốn truyền tống đi? Một lát sau, Vương Lâm không nói hai lời liền lấy một chút bộ phận. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền phá hủy toàn bộ trận pháp rồi mới dẫm lên lưng văn thú mà đi. Cứ như vậy, sau nửa tháng, Vương Lâm đã hủy 3 cái truyền tống trận. Tuy nhiên lúc này trong lòng hắn giống như có một tảng đá nặng. Trong 3 cái truyền tống trận thì có 2 cái hoàn toàn nguyện vẹn không hề sứt mẻ. Hơn nữa, sau khi xem xét, hắn phát hiện ra chúng đều được người ta tu bổ. Nếu chỉ có một cái truyền tống trận được sửa chữa thì còn có thể giải thích được là có người rời đi. Nhưng liên tục mấy cái truyền tống trận đều được sửa chữa cẩn thì việc này hoàn toàn không bình thường. Trong lòng Vương Lâm chợt nảy sinh dự cảm, Tu Ma Hải sắp có chuyện gì đó xảy ra. Chắc chắn là cái truyền tống trận bị đám thực vật bao phủ nên người ta không phát hiện ra. Đồng thời, phương vị truyền tống không đúng, tóm lại là có nhiều nguyên nhân mới khiến cho người ta không sửa chữa. Sau khi dừng chân ở mỗi một cái truyền tống trận, Vương Lâm đều lấy đi một số bộ phận rồi phá hủy. Chỉ có làm như vậy thì hắn mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tại cổ cái truyền tống trận cuối cùng được tu bổ. Khi Vương Lâm đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt khi hắn biến mất, một thanh phi kiếm đã đâm thẳng vào vị trí của hắn trước đó. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm xuất hiện giữa không trung. Hắn nhìn chằm chằm về phía hắc y nhân đằng xa. Lúc trước, thần thức của hắn vẫn luôn tản ra. Nhưng khi đối phương tới cách trăm trượng rồi tế xuất phi kiếm, hắn mới cảm giác được. Chuyện như thế này từ trước đến nay vẫn chưa từng xuất hiện. Phải biết rằng, thần thức của Vương Lâm có thể sánh với tu sĩ hóa thần kỳ. Cho dù như vậy, mà khi người ta xuất hiện trong phạm vi trăm trượng mới có phản ứng. Nếu là tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường, chỉ sợ sau khi phi kiếm chui qua người mới biết. Nhưng sau khi quan sát, Vương Lâm liền thấy tu vi của người đó mới chỉ đạt tới Nguyên Anh trung kỳ mà thôi. Chỉ có điều, gã có được thuật ẩn nấp nên mới tránh được thần thức của Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm thoáng hiện lên sát khí, đối với kẻ am hiểu thuật ẩn nấp. Nếu để chạy thoát thì chắc khác nào Vương Lâm tự dí một con dao vào lưng. Vì vậy mà hắn chẳng hề do dự, cho dù tiêu hao tinh hoa Nguyên Anh cũng phải sử dụng cực cảnh thần thức. Hắc y nhân độ tuổi trung niên, môi mỏng nhìn không hề có một chút thiện cảm. Sau khi thấy Vương Lâm tránh được cú đánh lén của mình, hắn liền vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời từ bên trong bay ra một khối thạch ấn. Sau khi quát khẽ một tiếng, thạch ấn lập tức xoay tròn càng lúc càng lớn. Cuối cùng hóa thành một ngọn núi nhỏ, đè xuống người Vương Lâm. Chỉ có điều, sau khi thạch ấn chuẩn bị đè xuống, sắc mặt người đó đại biến. Hắn nhìn chằm chằm vào tia chớp màu đỏ trong mắt Vương Lâm rồi xoay người bỏ chạy. Thậm chí ngay cả pháp bảo thạch ấn của mình cũng chẳng thèm để ý. Do không có linh lực cung ứng nên pháp bảo vừa mới xuất hiện liền thu nhỏ biến thành một cái thạch ấn rơi tự trên cao xuống đất. Vương Lâm nhướng mày, cực cảnh thần thức tản ra. Trong nháy mắt tia chớp màu đỏ liền đuổi theo đối phương. Ánh mắt hắc y nhân chỉ còn có một sự sợ hãi. Hắn cắn răng một cái, ngay khi cực cảnh thần thức vào trong cơ thể liền lập tức tự bạo. Vụ nổ bất chợt khiến cho linh lực ồ ạt phát tán ra xung quanh. Tại nơi viên tu sĩ tự bạo chợt xuất hiện một vết nứt không gian. Nguyên Anh chỉ còn một nửa, hết sức yếu ớt, nhanh chóng lao vào trong vết nứt mà biến mất. Cùng lúc đó, cực cảnh thần thức hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ cũng bám sát ngay sau, chui vào trong vết nứt. Sau vài hơi thở, tia chớp màu đỏ liền xuất hiện chui vào cơ thể Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm hết sức âm trầm. Mặc dù người đó ở trong vết nứt không gian đã bị cực cảnh thần thức giết chết. Nhưng nhìn cảnh tượng vừa rồi, rõ ràng người đó biết cực cảnh và uy lực của nó. Vì vậy mà tự bạo để mở ra một vết nứt không gian bỏ chạy. Vương Lâm suy nghĩ một chút liền xoay người nhanh chóng bỏ đi. Viên tu sĩ tự bạo nên túi trữ vật của hắn đã bị vỡ vụn. Sau đó mấy ngày, hắn lại trở về chỗ thực vật màu đỏ bao phủ mà sửa chữa truyền tống trận. Trong lúc sửa chữa cấm phiên luôn được mở sẵn, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho thực vật xung quanh không tiếp tục sinh sôi. 3 ngày sau, cuối cùng thì Vương Lâm cũng sửa chữa xong. Trong 3 ngày qua, để sửa chữa truyền tống trận, Vương Lâm phải tập trung toàn bộ tinh thần. Sau khi sửa chữa xong, hắn hít một hơi thật sâu ngồi xuống. Tới khi khôi phục lại linh lực, hắn liền xuất từ trong túi trữ vật ra một viên cực phẩm linh thạch, cẩn thận đặt vào vị trí trung tâm của truyền tống trận. Đợi một lúc lâu, truyền tống trận vẫn không hề có một chút phản ứng. Vương Lâm ngẩn người, thay một viên cực phẩm linh thạch khác, nhưng kết quả vẫn như thế. Trong lòng Vương Lâm lại trầm xuống. Tay phải hắn đặt lên trên cắn răng một chút, linh lực trong cơ thể liền tràn ra theo từng đường vân của trận pháp mà chảy vào. Dần dần truyền tống trận có dấu hiệu mở ra. Chỉ có điều, với linh lực toàn thân của một tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà muốn mở ra một cái cổ truyền tống trận là điều hết sức khó khăn. Được một lúc, Vương Lâm liền cảm giác được linh lực trong cơ thể đang sắp biến mất. Hắn vội vã lấy linh dịch trong túi trữ vật, đổ vào miệng rồi tiếp tục duy trì. Một lúc sau, Vương Lâm thu hồi linh lực, hắn nhấc tay phải lên, khoanh chân ngồi xuống. Sau khoảng 2 nén hương, Vương Lâm liền đứng dậy đi tới vị trí phía đông bắc của truyền tống trận. Lúc trước Vương Lâm sử dụng linh lực không phải để mở trận pháp, mà là để kiểm tra xem trận pháp này có dùng được hay không mà thôi. Sau khi linh lực của hắn chảy tới góc đông bắc, liền cảm nhận được linh lực ở đó bị tiêu tán. Vì vậy mà hắn biết được vấn đề chính là ở đây. Sau khi sử dụng vô số tài liệu để sửa chữa, Vương Lâm cũng không dừng lại. Hắn thu hồi cấm phiên rồi nhảy lên. Gần đây có một cái truyền tống trận đã bị hắn hủy đi. Vì vậy mà phải đi xa hơn một chút mới có thể tìm được bộ phần thay đổi. Vương Lâm phi hành với tốc độ cực nhanh. Mục tiêu của hắn là cái truyền tống trận cách đó 8 ngày. Vào ngày thứ 4, hắn có thể thấy được một cái truyền tống trận mà trước đó bản thân đã hủy đi khoảng bay 8 phần. Hắn vẫn không hề dừng lại, tiếp tục phi hành. Đột nhiên, truyền tống trận chợt phát sáng. Vương Lâm dừng lại ngay lập tức, hai mắt hắn chớp chớp liên tục. Chỉ thấy từ trong truyền tống trận có chút ánh sáng lóe lên, nhưng cuối cùng do nó bị hỏng quá nặng nên ánh sáng từ từ biến mất. Mãi cho đến khi ánh sáng biến mất, toàn bộ Vương Lâm mới thôi không nhìn nữa. Hiển nhiên vừa rồi, truyền tống trận phát sáng là do ở nơi nào đó có người mở ra. Chỉ có điều truyền tống trận nơi đây bị phá hủy nghiêm trọng nên cuối cùng không thể thành công. Cảm giác không ổn trong lòng Vương Lâm lại càng mạnh. Hắn hít một hơi thật sâu, cố không nghĩ tới việc đó. Thực tế thì hắn đã đoán được ra một chút. Chỉ có điều, việc này hắn cũng không thể ngăn cản. Suy nghĩ duy nhất của Vương Lâm lúc này là có thể nhanh chóng tìm được truyền tống trận, lấy được bộ phận kia rồi nhanh chóng sửa chữa trận pháp. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất mà đi. Đến ngày thứ 8, hắn đã tới được vị trí có truyền tống trận trên ngọc giản. Thoáng nhìn một cái, Vương Lâm cảm thấy ớn lạnh. Cái truyền tống trận không hề có một chút hư tổn. Hắn chẳng hề do dự, đang định đi tới hủy đi một bộ phận thì đột nhiên trận pháp chợt phát sáng. Một cột sáng xuất hiện trong trận pháp, xuyên thẳng lên tới trời. Cùng lúc đó, một đám người hư ảo từ từ xuất hiện trong vòng sáng. Một luồng sát khí trong nháy mắt từ đám người đó phát ra. Gần như cùng một lúc trận pháp phát sáng, Vương Lâm liền vọt tới ôm lấy số tài liệu ở phía đông bắc của trận pháp. Linh lực trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển. Trong nháy mắt khi hắn chuẩn bị nhổ số tài liệu đó lên, những tiếng hò hét phẫn nộ từ trong đám người vọng ra. Dừng tay! Vương Lâm chẳng những không dừng tay mà còn dồn thêm sức. Một tiếng động vang lên, chút tài liệu đó bị rút ra khỏi trận pháp. Sau đó, hắn lạnh lùng nhìn vòng sáng đang dần biến mất cùng với đám người. Trong lòng hắn thầm cười lạnh. Nếu thực sự dừng tay chỉ sợ những người đó vừa ra liền giết mình diệt khẩu. Có thể xâm nhập để động tới các thế lực ở Tu Ma Hải, nếu không có tu vi hóa thần kỳ thì đừng có mà mơ. Ngay lúc này, phần lớn cổ truyền tổng trận liền phát sáng. Trong số các truyền tống trận cũng không phải đều có hắc y nhân thủ hộ. Chỉ tại một số truyền tống trận quan trọng mới có mà thôi. Tất cả lúc này cùng thống nhất mở ra. Vô số tu sĩ bất chợt từ trong các cổ truyền tống trận xuất hiện. Về phần truyền tống trận chỗ Vương Lâm, vốn gần đó có một hắc y nhân thủ hộ, nhưng người này đã bị chết rồi mà thôi. Vào thời điểm này, toàn bộ Tu Ma Hải đại loạn. 4 tứ cấp tu chân quốc phối hợp hành động. Mấy vạn tu sĩ liên tục từ 4 nước truyền tống tới Tu Ma Hải. Một trận đại chiến đã nổ ra. 999 ngôi thành trong Tu Ma Hải nhất thời chìm trong gió tanh mưa máu. Tất cả những việc này, sau khi Vương Lâm phát hiện ra cổ truyền tống trận được sửa chữa cùng với hắc y nhân, hắn liền đoán ra được 8-9 phần. Nhất là sau khi từ trong truyền tống trận xuất hiện những người đó càng khẳng định suy nghĩ của hắn. Phải mau chóng rời khỏi Tu Ma Hải. Tốc độ của Vương Lâm tăng nhanh, một tay sờ sờ vào túi trữ vật có chứa chút tài liệu mà hít sâu một hơi. Mấy ngày sau, Vương Lâm về tới truyền tống trận. Sau khi sắp xếp tài liệu xong, hắn đảo mắt nhìn bốn phía rồi lấy cực phẩm linh thạch đặt vào bên trong. Một vầng ánh sáng lóe lên, cuối cùng thì trận pháp cũng mở ra. Trong nháy mắt, Vương Lâm đánh ra một đạo pháp quyết vào cấm phiên. Nhất thời, 98 con rồng cấm khí lại xuất hiện một lần nữa. Sau khi gầm rít, xoay tròn một vòng, thực vật bốn phía lại bị phá hủy, mặt đất đầy thứ chất lỏng màu đỏ. Lúc này, trận pháp đã mở ra, toàn bộ thân thể Vương Lâm dần dần mơ hồ. Trước khi hoàn toàn biến mất, hắn vẫy tay một cái thu hồi cấm phiên rồi biến mất. Ngay sau khi hắn biến mất, chất lỏng đỏ như máu lập tức bao phủ trận pháp. Ngay sau đó, vô số loại thực vật nhanh chóng mọc lên cao tới mấy chục trượng. Chuyện tống trận có những tiếng động vang lên, cuối cùng vỡ vụn. Lúc này, cho dù là có bản đồ cũng khó mà nhận ra nơi đây trước kia lại có truyền tống trận. Đến đây thì cũng khép lại tập 48 Tiên Nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.